Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân này về các đường làng ngõ xóm ở xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, mọi người sẽ cảm nhận được sự thay đổi rất độc đáo và thú vị. Những bức họa đồng quê được tô điểm trên bức tường của các hộ gia đình đã làm cho cảnh sắc làng quê thêm phần rực rỡ, tươi vui. Một sự thay đổi không phải là quá lớn nhưng đã biến nơi đây thành những làng bích họa đẹp từ cảnh quan đến lối sống của người dân. Thôn văn hóa La Mai vừa mới được huyện Hoa Lư công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Bức tường rào bên cạnh cổng làng văn hóa mới được trang trí những bức tranh về phong cảnh quê như lời giới thiệu sinh động về cuộc sống thanh bình của làng quê nơi đây. Dọc đường chính vào thôn, tại các vị trí rộng thoáng, các điểm ngõ xóm giao nhau, được các họa sĩ vẽ những bức tranh tường tô điểm cho đường làng thêm đẹp mắt. Từ ý tưởng chủ trương của xã Ninh Giang là thực hiện vẽ tranh tường cổ động trang trí cho các khu dân cư đã được người dân đồng tình hưởng ứng. Nhân dân cũng rất là đồng tình hưởng ứng. Đến những cái chỗ nào mà chúng tôi cảm thấy là vẽ bức tranh đấy đẹp thì chúng tôi sẽ vào nhà người dân vận động và người ta cũng hưởng ứng làm. Xóm đã mua vôi ve và vận động cho nhân dân quét tường nhà ai nhà đấy chủ động quét cho nó sạch sẽ. Nó đẹp và từ những cái hình thức đó đã vẽ lên một bức tranh là rất là đẹp và nhân dân rất là hưởng ứng về cái điều đó. Xóm Đông thôn Trung Chữ vừa mới đạt danh hiệu là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cấp tỉnh. Từ khẩu hiệu sạch nhà đẹp vườn, các hộ gia đình ở đây còn tích cực tham gia làm đẹp thôn xóm. Những bức tranh làng quê được vẽ ở nhiều nơi không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại cuộc sống tươi vui, lạc quan cho những người dân. Các bức tranh với gam màu sắc tươi vui là niềm tự hào của người dân nông thôn về cảnh sắc làng quê với cây đa, bến nước, sân đình, với cuộc sống lao động mộc mạc, gần gũi. Cảnh quan ở những bức tranh này thì nó một thể hiện một là cái nông thôn là ngày xưa thì nó như thế nào, bây giờ nó như thế nào, tức là nó đổi mới thì thấy là cái cảnh quan nó đẹp và cái ý thức của mọi người cũng thấy là cũng từ cái hình thức này mà cũng là có tham gia cũng là sao mà nghĩ đến cái bản thân mình phải xây dựng làm sao để quê hương nó giàu đẹp, nó đẹp đẽ như thế này. Tôi nghĩ là cái chuyện này là có rất là ý nghĩa. Tất cả cảnh quan ai đi qua cũng thấy là cái nông thôn mới nó đang tiến bộ như vậy để mà mình phải có ý thức thêm. Chúng tôi thấy là rất là tốt đẹp. Xã Ninh Giang có 8 khu dân cư, trong đó có 3 khu dân cư được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Để tô đẹp cho cảnh sắc làng quê, động viên khích lệ nhân dân, chính quyền địa phương đã đầu tư trên 140 triệu đồng để vẽ 23 bức tranh tường, diện tích 250m2 ở các xóm 1, xóm 2, thôn La Mai và xóm Đông, thôn Trung Chữ. Phong trào này dự kiến sẽ tiếp tục được nhân rộng ở các khu dân cư khác vì nhận được sự yêu thích của đông đảo người dân. Gia đình tôi cũng có ở mặt tiền và cũng có một cái khoảng diện tích phù hợp với một bức tranh như này thì cháu nhà tôi đang học ở trường mỹ thuật. Cháu tốt nghiệp rồi nhưng mà cháu về cháu thấy quang cảnh nông thôn thì rất đẹp và cháu có mang màu và cháu vẽ một cái bức tranh và cái tường của gia đình như này để đóng góp chung vào cái bức tranh chung của địa phương. Những bức họa làng quê ở Ninh Giang còn như lời cổ động khích lệ người dân cùng hăng hái tham gia lao động sản xuất, cùng có trách nhiệm chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Mỗi bức vẽ tươi tắn dường như gửi gắm những ước mơ của người dân quê về cuộc sống no ấm, đủ đầy, mùa màng bội thu và sự thay đổi tốt đẹp hơn mỗi ngày để mỗi miền quê đều là vùng đất đáng sống.